Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình online cùng DNRTV cập nhật những tin tức nóng hấp dẫn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống của dân trong tỉnh và cả nước. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 2 tháng 10 năm 2023, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Xét xử các đối tượng sử dụng tàng trữ súng trái phép. Đi mua đồ ăn lúc trời mưa lớn, người phụ nữ bị nước cuốn trôi. Người dân mòn mỏi chờ tuyến đường tránh khu công nghiệp Dầu Dây đi vào hoạt động. Dự báo có 1 đến 2 cơn bão áp thấp nhiệt đới trong tháng 10 năm 2023. Mở đầu là các thông tin an ninh trật tự, pháp luật đáng chú ý. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo ngụ tỉnh Đồng Nai gồm Nguyễn Hiếu Nghĩa, 42 tuổi, 2 năm tù, Phan Thanh Hiếu, 28 tuổi và Trịnh Minh Trung, 24 tuổi, cùng lãnh mức án 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, vào đầu năm 2020, Hiến mua một khẩu súng dạng rulo và 10 viên đạn với giá 8 triệu đồng trên Internet. Nghĩa và anh Đỗ Thanh Sang, 28 tuổi, ngụ xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, là bạn bè. Do có mâu thuẫn nên vào ngày 1 tháng 2 năm 2023, Nghĩa rủ Chung mang theo khẩu súng mượn của Hiếu cùng đến nhà anh Sang tại xã Xuân Thọ để giải quyết. Lúc này Chung ngồi ngoài xe ô tô chờ, còn Nghĩa vào gặp Sang. Cả hai tiếp tục cãi nhau nên Sang vào nhà lấy dao ra đuổi đánh Nghĩa. Đồng thời Nghĩa chạy lại chỗ Chung lấy súng và bắn chỉ thiên khiến anh Sang bỏ chạy. Đến ngày 2 tháng 2 năm 2023, Công an huyện Xuân Lộc lần lượt bắt giữ Nghĩa, Hiếu và Chung, thu giữ khẩu súng và 4 viên đạn. Tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hiếu Nghĩa 2 năm tù, Phan Thanh Hiếu và Trịnh Minh Trung cùng lãnh mức án 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Đến rạng sáng nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Phước đã tìm thấy thi thể bà Huỳnh Thị Ánh, 44 tuổi, ngụ ấp Tân Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi khi đi mua đồ ăn lúc trời đang mưa lớn. Trước đó chiều qua, khi trời đang mưa lớn, bà Ánh vẫn điều khiển xe máy đi mua đồ ăn. Đến khoảng 18 giờ tối cùng ngày, người nhà chờ lâu không thấy bà Ánh về nên tổ chức đi tìm, thì phát hiện chiếc xe máy của bà Ánh nằm dưới mương nước thuộc tổ 1, ấp Tân Phú. Nghi ngờ bà Ánh bị nước lũ cuốn trôi xuống suối mất tích nên gia đình đã trình báo cho chính quyền địa phương, đồng thời cùng nhau tổ chức đi tìm. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Phước đã điều động một xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân. Sau gần 3 giờ tích cực tìm kiếm, đến 0 giờ rạng sáng nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể bà Ánh khi nạn nhân bị trôi xuống suối, cách vị trí bị nước cuốn trôi khoảng 5 km. Cũng tại Bình Phước, tối qua, một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng xảy ra trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn qua khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, giữa hai xe máy khiến hai người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút tối cùng ngày, cô gái 21 tuổi ngụ phường Tân Phú điều khiển xe máy biển số 93M1-26161 lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo hướng từ thành phố Đồng Xoài đi tỉnh Tây Ninh. Đến ngã ba giao nhau với đường Nguyễn Bình thuộc khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, bất ngờ va chạm với xe máy biển số 93P204091 do Huỳnh Thanh Tú, 32 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài điều khiển, từ trong đường hẻm băng qua đường. Cú tông mạnh khiến hai người trên xe máy bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giảm tải cho tuyến đường DT769 chạy qua khu công nghiệp Dầu Dây, năm 2020, tuyến đường tránh khu công nghiệp Dầu Dây nằm trên địa bàn huyện Thống Nhất Đồng Nai do Ban Quản lý khu công nghiệp Dầu Dây làm chủ đầu tư đã hoàn thành xây dựng với tổng nguồn vốn là 20 tỷ đồng. Mặc dù tuyến đường đã hoàn thiện gần 90% khối lượng công trình, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể đưa vào sử dụng, khiến người dân trông ngóng. Tuyến đường tránh khu công nghiệp Dầu Dây dài khoảng 2 km dọc quanh khu công nghiệp Dầu Dây về hướng Bắc, nằm trọn trên địa bàn ấp 94 xã Hưng Lộc. Ngay đoạn đầu của tuyến đường tránh nối với đường 769 được đặt hai đoạn ống cống cao khoảng 1,3 mét. Bên trên có một bảng với nội dung cấm, đường chưa khai thác, cấm các phương tiện. Mặc dù có chướng ngại vật và biển cấm như vậy, nhưng qua quan sát thực tế có rất nhiều các phương tiện giao thông lưu thông vào tuyến đường này. Tôi ở gần đây, ngày nào tôi cũng đi ngang qua đây. Thì tôi thấy cái đường này là đường tránh của cái đường ngoài kia.
Cái đường ngoài kia thì xe rải đi nhiều quá, thì đi được đường tránh này. Mà từ khi cái đường tránh này nó mở ra thì tôi không biết là đã được đi vào hoạt động chưa. Mà sao thấy vẫn có cái lô cốt ở ngoài kia. Họ chắn một cái ở đó làm phương tiện xe máy thì còn đi được, còn xe hơi thì đi rất là khó ở cái đường này. Không biết là cái đường này đã được cho đi chưa. Tôi chả hiểu cái lý do gì mà khi mà làm xong ở đây là đã 4-5 năm rồi mà cái đường cứ đóng kín. Người dân qua lại tôi thấy nó cũng bức xúc lắm, bởi vì đi nó cũng không thoải mái. Rồi xe cộ các thứ tôi xin nói vào rồi có khi lại gặp những người ở đây không biết là chức trách thế nào phải ra hỏi rồi thế nọ thế kia. Cho nên chúng tôi không được thoải mái. Cho nên yêu cầu bây giờ ở đây là cả ai là cái người có trách nhiệm ở đây thì cũng lên coi là xử lý thế nào để có con đường thông thương cho người dân người ta đi. Thực tế nếu lưu thông tại đoạn đường 769 có khu công nghiệp Dầu Dây đang hoạt động sẽ rất nguy hiểm, do đoạn đường này có rất đông các phương tiện giao thông, nhất là xe tải có tải trọng lớn, ra vào thường xuyên để chở nguyên vật liệu, phục vụ sản xuất cũng như tiêu thụ của các nhà máy. Điều đáng nói, tuyến đường này rất nhỏ hẹp, chỉ có 2 làn xe hỗn hợp, gây khó khăn cho người dân khi lưu thông trên đường. Tôi là người dân ở đây, như vậy là tôi tới lui hay tới lui bán cái số này hay tới lui đi thường, thành ra cái khu vực này nè, xe ben xe đầu ra vô nó hay nguy hiểm dữ lắm. Chút bữa hổm chút xíu nữa chỗ này nó bị tai nạn rồi. Còn gì nữa? Như vậy là thôi, bây giờ coi như vậy là nhờ là coi như ở trên là coi như xuống xem xét vậy đó. Người dân rất mong các ngành chức năng huyện Thống Nhất sớm hoàn thiện tuyến đường này để việc đi lại thuận tiện hơn, giảm tải cho tuyến đường tỉnh 769 đoạn đi qua khu công nghiệp Dầu Dây và nhất là tránh được những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra. Chuyện qua chuyện này sẽ tiếp tục chương trình với các thông tin vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Huyện Vĩnh Cửu vừa tổ chức lễ ra mắt Liên chi hội hữu nghị Việt Nam Campuchia huyện. Liên chi hội hữu nghị Việt Nam Campuchia huyện có 6 chi hội trực thuộc ở 5 xã: Mã Đà, Vĩnh Tân, Hiếu Liêm, Phú Lý, Thạnh Phú và thị trấn Vĩnh An với 51 hội viên. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Liên hiệp hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh cho biết, Liên chi hội hữu nghị Việt Nam Campuchia là nơi tập hợp đoàn kết, động viên, thúc đẩy các thế hệ cựu quân tình nguyện Việt Nam giúp Campuchia giữ gìn, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đóng góp công sức trí tuệ vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước. Trong thời gian tới, Liên chi hội huyện cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước về mối quan hệ Việt Nam Campuchia tới các tầng lớp hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện, nhằm không ngừng vun đắp xây dựng tình đoàn kết, tăng cường đối ngoại nhân dân hai dân tộc Việt Nam Campuchia. Nhằm góp phần tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho các em thiếu nhi, trong dịp hè năm 2023, huyện Long Thành đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe, thể chất cho thanh niên thiếu nhi, như tổ chức chương trình ngày hội tuổi thơ chào mừng quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, chương trình vui để học, trải nghiệm khám phá thiên nhiên, xây dựng các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, tham quan các công ty xí nghiệp, các trường nghề làng nghề truyền thống trên địa bàn. Đặc biệt huyện còn tổ chức tư vấn truyền thông về kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, phòng ngừa trẻ em bị bạo lực học đường, bị xâm hại tình dục cho học sinh tại 15 trường tiểu học với 4.500 trẻ em tham dự. Các tổ chức đoàn trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện tổ chức ra quân cao điểm chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ với nhiều hoạt động ý nghĩa, lan tỏa tinh thần tình nguyện của các em học sinh, đoàn viên và đội ngũ giáo viên trẻ. Sáng nay, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường tiểu học Bình Đa, thành phố Biên Hòa đã được Công an thành phố Biên Hòa tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trường tiểu học Bình Đa hiện có hơn 1.800 học sinh đang học tại hai cơ sở, nên việc tập huấn cho đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh biết kỹ năng phòng cháy chữa cháy là hết sức cần thiết. Qua đó, các em học sinh đã được trang bị những kiến thức cơ bản về cách phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là kỹ năng phát hiện cháy và cách chữa cháy. Ngoài việc tập huấn lý thuyết và thực hành phòng cháy chữa cháy, nhà trường còn thường xuyên lồng ghép tuyên truyền nội dung này thông qua các hình thức nhằm nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho đội ngũ giáo viên và học sinh của trường. Thưa quý vị, khi xã hội phát triển, đặc biệt là xu hướng của thời đại 4.0,
chuyển giao công nghệ số thì nhu cầu về sinh hoạt văn hóa, giao lưu tinh thần cũng ngày một nâng cao. Hiểu được những nhu cầu thiết yếu đó, các đơn vị phường xã, tổ thể thao văn nghệ cơ sở trên địa bàn tỉnh đã quan tâm tổ chức nhiều chương trình giao lưu ý nghĩa, nâng cao đời sống nhân dân ngày một tốt hơn. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn khi triển khai các hoạt động thiết thực này. Ghi nhận sau đây tại thành phố Biên Hòa. Mô hình văn hóa tự quản ở cấp cơ sở hiện nay khá đa dạng, phải kể đến như xây dựng tuyến phố, đường hẻm xanh sạch đẹp, tuyến đường tự quản, xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, tổ văn hóa. Ngoài ra, trong đời sống tinh thần, cấp địa phương còn tổ chức giao lưu văn nghệ, hội thao với các môn như đẩy gậy, kéo co, thi nấu ăn, cờ tướng, sinh hoạt tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Đến nay, sau các đợt hưởng ứng sâu rộng, phong trào luôn được duy trì hàng năm. Nhưng mà chị đi qua đi lại chị thấy ngại lắm, nhưng mà sau được các cô động viên ấy bảo là cứ ra tham gia đi, thì chị tham gia một tuần đầu tiên là chị cảm thấy thích. Và chị rất hy vọng là nhiều người biết đến. Cái này là giống như là mình mượn ấy, mình mượn cái chỗ để tạo sân chơi. Thì Hồng cũng rất hy vọng là mình có một cái chỗ nào mà sân chơi ổn định, rộng rãi, thoáng mát. Tuy mong muốn được mở rộng từ nhiều phong trào vui chơi, giao lưu tinh thần, nhưng hiện nay về cơ sở vật chất đáp ứng được nhu cầu người dân còn nhiều hạn chế. Đơn cử như nhà văn hóa khu phố Cầu Hang thuộc phường Hóa An, thành phố Biên Hòa đã xuống cấp nhiều năm. Vị trí nằm trong ngõ cụt, môi trường ẩm thấp khiến khu sinh hoạt cộng đồng còn nhiều bất cập, chủ yếu chỉ sử dụng khi hội họp. Vì vậy, khi muốn tổ chức giao lưu, ban vận động mặt trận khu phố thường phải thuê hoặc mượn mặt bằng ở địa điểm khác lân cận, có không gian thoáng, rộng và sạch hơn. Cái không gian hoạt động nó cũng bị hạn chế, đôi khi tụi chị cũng sợ ồn, người dân địa phương cũng không dám mở loa. Thì chị mong muốn là phường Hóa An mình sẽ sắp tới sẽ có cái không gian chung. Thật ra thì mình không dùng cách để thu hút, mà mình cứ hoạt động mỗi ngày như thế mà mọi người nhìn thấy mình vui khỏe và sôi động thì mọi người dân ai cũng rất là thích thú. Ngoài việc chăm lo đời sống dân sinh, công trình đường xá thì việc phát triển thiết chế văn hóa cũng rất được quan tâm. Đây cũng là đề xuất mong muốn của cử tri trong những lần gặp gỡ đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Với cô thì thấy rất là ý nghĩa. Tại vì cái cuộc sống mà sống vui, sống khỏe lúc nào là số 1. Cái này cô thấy là cảm thấy là thứ nhất là cái sân chơi cho người cao tuổi. Các cụ vui lắm mỗi khi là được gặp mặt. Dù bận rộn thế nào cũng thu xếp công việc để đến với những cái buổi tập, những buổi giao lưu như thế này. Đó là cũng cổ vũ động viên cho cái thứ nhất là người cao tuổi, cái thứ hai là các đoàn thể phụ nữ, rồi liên thế hệ. Là việc xây dựng tốt đời sống văn hóa khu dân cư là một trong những giải pháp hữu hiệu kết nối mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, chung sức đồng lòng tạo tiền đề phát triển văn hóa, xã hội, kinh tế. Do đó, rất cần được các ngành, các cấp và địa phương quan tâm, đầu tư hơn nữa trong thời gian tới. Tin thời tiết đáng chú ý. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 10 có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông khoảng từ 1 đến 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Dự báo tháng 10 năm 2023, tổng lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm, cao hơn từ 5 đến 15%. Khu vực Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới, thấp hơn từ 5 đến 15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, các đợt mưa vừa mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Đáng chú ý, tại một số tỉnh thành khu vực Nam Bộ được dự báo sẽ tiếp tục xảy ra triều cường trong những ngày tới. Thông tin trên cũng đã khép lại chương trình online cùng DRTV trưa nay. Nếu có bất kỳ thông tin và ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, v.v. Quý vị và các bạn có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnóngđồngnai@gmail.com. Một lần nữa cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.